Phi Phi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em. Sáng nay Phi Phi ra công viên để tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Phi Phi gặp một trường hợp rất đặc biệt cần sự giúp đỡ. Phi Phi xin mời quý cô chú bác và quý anh chị em cùng theo dõi nha. Chứ còn anh thì anh không có muốn nói chuyện. Không, tại vì em cũng vẫn kiếm việc làm đi làm. Anh kiếm việc làm. Nhưng mà như vậy thì em nói, em quay sau lưng anh được không? Được. Ok. Cũng còn anh ngồi đi. Đi. Hoặc là anh đeo bịt khẩu trang cũng được. Yeah, nhưng mà người ta sẽ biết cái giọng mình, cái mặt mình, tướng mình, người ta biết liền à. Nhưng mà em nghĩ là cũng có nhiều người, có nhiều cái trường hợp khi mà họ nói những cái tâm tình của họ thì có nhiều người họ giúp đỡ. Thì anh có công ăn việc làm. Không phải vậy đâu, Việt Nam mình ở đây vậy nó khiêm dễ không mà không phải chuyện vậy đâu, sự thật. Chuyện đời sự thật là như vậy. Không phải dễ dàng đâu. Trước khi vô việc làm nó hỏi rất nhiều câu hỏi, chị biết mà. Không phải người ta giúp đâu, không ai giúp hết nha, sự thật. Vậy thì em xin phép quay sau lưng ha. Quay sau lưng nhận sao? Nghĩa là em không có quay mặt anh á, em quay ở phía sau thôi á. Cũng được. Hả? Đó, được. Ok. Rồi. Xin lỗi là anh tên gì anh, em có thể biết tên anh được không? Mình không dám trả lời đâu. Không biết tên luôn, ok. Hoàn cảnh nào mà anh không có nhà như thế này? Anh bị mất việc hay là anh như thế nào mà anh đi ra ngoài đường mà anh không có nhà? Có nhiều thứ vài câu chuyện rồi nhá. Nhưng mà mình không có ở ngoài đường lâu, mình ở ngoài đường à. Tạm thôi nhá. Mình kiếm việc làm á. Kiếm việc làm. Thực sự thì nghe mà anh nói nãy giờ thì em cũng rất là muốn là mọi người khi mình có những cái thông tin này á, thì họ sẽ liên lạc với em. Thì họ muốn giúp đỡ anh đi thì em sẽ tới vòng vòng ở đây em tìm anh hay sao? Được, mình có điện thoại mà. Anh có số điện thoại. Dĩ nhiên. Anh không có việc làm hay là anh không có nhà ở thì anh bao lâu rồi anh? Cả một tháng nay rồi. Một tháng nay, trước đó thì anh ở đâu? Mình cũng ở đây. Thì anh cũng ở ngoài đường thôi. Không, mình ở đây mình có nhà cửa ở. Có nhà cửa ở đây. Rồi sau đó tại sao mà anh lại không còn nhà cửa? Mình đi kiếm việc làm chỗ khác á. Dạ. Mình thấy có cơ hội đi làm chỗ khác, cái nó không có được đi làm đó không có được tốt, cái mình nghĩ. Dạ. Tại người ta hứa này hứa kia mà người ta nói không có đúng. Dạ. Mình nghĩ cái bị xui xẻ gì hơi đó gì đó. Đúng rồi, cũng không đến nỗi nào, anh cũng không đến nỗi nào, nhưng mà anh vẫn còn gia đình người thân ở đây. Mình không có ai đó. Anh không có ai hết. Vợ không có, con không có, bằng cái không có. Gia đình mình cũng chết, không. Má mình chết, con chó mình cũng chết, mình không có ai đó. Sorry anh. Đâu gì đó, chuyện thương mà. Yeah. Đời vậy như vậy đó. Đâu gì đó tội nghiệp, người ta khổ hơn đâu gì đó. Không, em không phải tội nghiệp, nhưng mà khi mà nghe anh nói như vậy á, mình thấy nó thương á. Đúng rồi. Dạ, thấy thương. Cảm ơn chị. Tại nhiều người ngoài đời á, người ta không có biết cái thông cảm cái đó đâu, người ta không có biết thì hiểu cái vấn đề mà. Không phải người ta tội nghiệp nhưng mà ta không có hiểu. Không có hiểu. Hiểu cho người ta hiểu không? Dạ đúng rồi. Tội nghiệp thì đâu có để làm cái gì đâu anh. Đúng rồi. Cái thực tế là mình làm được cái gì thì, hoặc là ít ra mình có một cái sự đồng cảm, mình chia sẻ. Chứ còn tội nghiệp anh đâu có cần ai tội nghiệp. Đúng rồi. Anh còn khỏe và anh đủ mạnh mẽ để anh đứng lên. Đúng rồi. Anh thì có vẻ là cũng bất cần, nếu như mà để mà thương hại thì anh chẳng cần. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì anh không phải như những người khác nghiện ngập hay là họ lười biếng. Còn anh thì em thấy anh đang cầu tiến và anh đang đợi một cái tương lai của anh. Mình mới kêu việc làm hồi sáng này, chiều người ta hẹn 6 giờ đi. Yeah. Nhưng mà mình đến làm thử thôi, hiểu không? Việt Nam vậy đó, mình phải đến làm thử theo ý người ta mới chịu. Không chịu. Người ta mới chịu cho. Ít làm chịu. Hay không? Công việc đó là công việc gì vậy anh? Hôm nay mình kêu mình coi trong nó quảng cáo trong báo thì mình nói em đang xin việc làm, chị nói chị đến làm vụng ở trong cái sân á. Làm vụng là làm gì anh? Giống như cắt cây cỏ này kia cho người ta đó. Làm vườn. Làm vườn hả? Làm vườn. Dạ. Tiếng Việt Nam mình nói không rành á. Dạ. Đúng rồi, em nghe cái giọng anh không có rành. Vậy anh sinh ra ở đây hay là anh qua từ lúc nhỏ? Qua khi từ nhỏ. Vậy đó, qua lúc nhỏ, nhưng mà cái người mà đưa anh qua là ai mà bây giờ họ không còn, họ mất? Ba mình. Vậy đó hả? Anh chắc còn trẻ anh ha? Cũng được nha, đi vượt biên qua đây mà. Anh đi vượt biên qua đây, chắc là anh cũng bốn mấy rồi. Không, chưa đến mấy, chưa đến đâu. Dạ. Rồi anh sắp tới là anh có dự định là làm công việc gì không, và chuyên môn của anh là gì? Mình làm gì cũng được hết á. Dạ. Mà
mình làm gì cũng được, mình khỏe mạnh tay chân mình giỏi thì mình thông minh thì đúng mình rồi. Lanh hơn người ta đúng rồi. Nhưng mà nhiều chỗ mình làm, chung Việt Nam á, mình không có hợp với người khác khi mình làm chung với người ta. Tại người Việt Nam mình nó hay chọt nhau, giết nhau, hại nhau, ghen nhau, không có biết thương yêu nhau, yêu mến người mà vui vẻ cho người ta, phải không? Yeah. Người Mỹ người ta thấy dòng giỏi hả, tốt quá, mình làm thằng này làm giỏi, bây giờ khi bây giờ mình nghỉ ngơi chút xíu cũng được, khỏi bệnh cho mình, tốt cho mình thôi đó gì đó. Việt Nam mình không phải như vậy, Việt Nam mình vô làm á, thằng làm giỏi hơn tao, nó hay hơn tao, nó học bao hơn tao, nó lành hơn tao, có thể ông chủ đuổi tao. Việt Nam mình có cái tật nó hay bậy bạ lắm, nghĩ đúng bậy rồi. Không à? Ừ. Người ta mướn mình á, người ta cần người không phải mướn mình á để cho, ê chủ sẽ đuổi một người khác tại thằng này vô rồi nó làm giỏi quá, không cần người này nữa, đuổi người kia đi. Tại thằng này nó làm hai công việc của người ta, hay nó làm cái bôi người ta, không phải vậy. Bởi vì người ở ngoài Việt Nam, ở ngoài bất cứ gì cũng vậy đó, Việt Nam mình vậy đó. Ô thằng này chạy xe ngon hả? Ô tao cũng mua chiếc xe ngon hơn. Mà đối với đâu có đồng bạc đâu mà mua, không? Mua xong phải nợ. Phải chịu khó kiếm cách mua rồi ha. Ừ. Việt Nam nó hơi vậy đó, nó hơi mình phải tự đo nhau, tự khoe nhau mà không gì à, nhá. Nó không đâu được tốt gì đâu. Mình đi vô mấy cái office như vậy ở Mỹ đây nè, mình đi vô mấy chỗ mà Social Security hay là mình đi giúp người ta hay cái này kia đó, cứ nhiều lần người ta nhờ mình đi giúp làm giấy tờ đó, mình đi với người ta mình giúp đó. Anh cũng đi làm giấy tờ, anh giúp người ta. Mình giúp người ta, tại người ta không biết nói tiếng Anh thôi, mình đi giúp thôi. Mà đến giờ mình giúp kiểu mà khi mà ta đi vô mà từ từ có cái con này nó bò, em sợ nó bò lên trên mắt của anh. Ủa, cảm ơn nha. Cảm ơn. Rồi nó bay rồi. Cảm ơn. Dạ không có gì. Mình đi giúp người ta mà khi đi vô mấy chỗ đó người ta nói chuyện, người Việt Nam mình á, Việt Nam gặp Việt Nam đó nói chuyện mất dạy lắm. Rất chỉ bắt dạy, giống như nó coi mình người Việt Nam ở đây không ra cái gì hết á. Có một lần mình đi giúp cái bà này á, đi xin tiền ăn. Xin tiền ăn. Tiền food stamp. Đúng rồi. Cái này nhiều năm lắm rồi, khoảng 7-8 năm trước á. Mình giúp bả, mình đem được bả cho đó, nó là cô chỗ này dễ lắm. Con vô con giúp cô làm đơn cho cô, cũng nói chuyện. Nhưng mà mình nói cổ rồi, khi mà cô vô á, cô nhớ nha. Cô nói dạ cô không có muốn người làm hồ sơ về người Việt Nam, cô muốn gặp người Mỹ làm hồ sơ. Mở cái đó ra. Xin tiền cô làm gặp người Mỹ được không? Gặp người Việt Nam. Việt Nam nó sẽ từ chối cô, nó nói này kia, nó không muốn cho cô đâu. Mà bả không nghe lời, bả nói nhưng mà cô đâu biết nói tiếng Anh đâu. Đúng không rồi. Sao, con có đây với cô, hiểu không? Thông dịch cho. Cái bà mới nói thôi con cái việc làm theo cô đồng ý, cô cho tôi không sao đâu, người Việt Nam không sao đâu. Cô cho cô gặp người Việt Nam đi. Ok. Rồi bà cho cái người ra nói chuyện với bà người Việt Nam, cái bà đàn bà nha, đàn bà này ra ngoài mới nói cô đến xin tiền ăn hả, nhưng mà cô trẻ tuổi mà, cô mới 50 tuổi, cô khỏe mà, cô xin ăn tiền làm gì, cô đi lại kiếm việc làm đi, tiền ăn cho mấy người mà què cái không phải chuyện như vậy, phải không? Không phải, đúng rồi, anh nói đúng. Mà cái bà nói chuyện gì khốn nạn lắm, phải không? Bà nói vậy chứ cái bà ái quá, cái bà nói ok nhỉ, cảm ơn cô, xin lỗi cô nha, là đến làm ổ tại sao phải xin lỗi người ta, hiểu không? Bà nói ok chào cô nha, chào bà nha, rồi khỏe mạnh bà, chào bà nói vậy đó. Rồi cuối cùng anh không giúp được gì cho cô đó luôn. Mình làm cho bà giúp hết sức rồi. Đến giờ thì chỉ rồi bà, mình nói bà rồi đừng có gặp người Việt Nam. Bà không nghe lời, bà gặp người Việt Nam rồi bị vậy đó. Bị vậy đó. Hồi xưa ba mình cũng đi social service á. Social security officer ngay đường Grand Road. Mình đi với ba mình. Cái bà này mới nói ông hả? Ông đến làm gì vậy? Tên ông tên gì? Bà nói vậy, bà nói ba tôi lớn tuổi rồi, bảo tôi không có nghe, chúng ta không nghe rõ. Cô nói gì tôi không nghe rõ, cô nói lại đi. Ngồi đi. Đó, không sao, cái bà nói ông không nghe hả? Trời, tôi nói hai lần ông không nghe, ông mở lỗ tai của ông ra mà nghe nha. Bà nói chuyện vậy đó, mẹ cái đó quá đáng gì đâu. Nói chuyện với ta vậy đó có được tốt đâu. Hơn nữa như là mình người mình lực sự lắm, nhưng mà đến giờ mà gặp người khác mà như vậy á, có thể người ta nói chuyện với mất dạy. Chứ không phải người ta nói chuyện mất dạy như vậy đâu, người ta nói chuyện như vậy á, và người ta y chang cái tính của người ta cũng vậy luôn, nghe không? Người ta không có lễ phép gì đó. Nước Mỹ này vậy, người ta tưởng như lễ phép để cho người lớn, như là người nhỏ, con nít phải cho lễ phép cho người lớn, không phải vậy đâu. Có hai đường đi, nghe không? Người nhỏ, người lớn, ai cũng có phải lễ phép nhau, respect gì đó. Hiểu rồi, hiểu ý anh rồi. Nước Mỹ này không phải giống như Việt Nam. Chứ lễ Mỹ này, người ta lớn tuổi mình, người ta lấy búa, người ta đập mình nói ê,
dù theo tao sai hay không, tao có quyền, tao lớn tuổi mà tao đang chứng dậy cho mày, tao đập búa trên đầu mày thì mày phải chịu thôi. Cái đó cái kiểu cái kiểu the way, cái kiểu Việt Nam, you know, it's not like that, không phải vậy đâu. Có nghĩa ý anh nói là lễ phép là lớn cũng phải đàng hoàng với nhỏ, rồi đúng nhỏ rồi. Thì lễ phép đúng lên rồi. Trên đúng rồi, phải hai chiều. Nãy anh nói là hai chiều á. Nước Mỹ này nhiều người ta nói vậy nè, người nào con nít sao nói được người lớn được, có sai. Con nít ở nước Mỹ này á, nhiều cái nó rất thông minh hơn người lớn, người ta còn biết chỉ dạy người lớn được, mà Việt Nam mình nó không bao nghe vấn đề đó đâu. Không, chị hiểu không? Hôm nay anh nói hay quá, nói chuyện sự thật như vậy. Ủa tao người lớn rồi mà mày đúng nhỏ rồi. Sao tự ủa mày chỉ dạy tao được cái gì? Tao sống đời trước khi mà tao biết, khi mà lâu đích cho mày vậy mày sao mà chỉ dạy tao được. Chuyện nói chuyện sai, có đúng chuyện rồi, chuyện không quá. Phải vậy không? Yeah, sự thật. It's not like that. A little kid can teach an elderly, somebody who's older than them, something that they don't ever know, you know, something that they ever knew. Em nghĩ là anh sẽ có nhiều cái cơ hội để mà anh trở lại cuộc sống bình thường của anh. Còn bây giờ là bởi vì một cái gọi là cái nạn nào đó mà làm cho anh không còn nhà cửa nữa, cho nên anh mới đi ra như thế này. Nhưng mà em cảm nhận được anh một cái sự mạnh mẽ là vẫn quyết tâm, chứ không có để mình mà đi trục dài con đường homeless. Nhưng chỉ là kiểu như là cái thời, cái cơ hội của mình nó đang không có thì anh chấp nhận như thế này thôi. Em xin lỗi là thường thì những người homeless thì họ dính vào cái nghiện ngập, còn anh thì không rồi. Không có. Anh không có. Rượu, cà phê, rượu không có. Anh cũng không có. Trời, quý cô chú bác, quý anh chị em ơi, anh thì anh cũng rất là kín đáo, bởi vì anh muốn có một cái cuộc sống quay trở lại bình thường, cho nên là anh không muốn cho coi mặt và cũng không muốn nói tên luôn, cho nên là không biết gọi anh là tên gì. Cho nên là quý cô chú bác mà thấy được một anh này, ảnh là một cái người mà phải nói là thẳng thắn và rất là trực tính và có cái lòng giúp đỡ cho mọi người nữa, quý cô chú bác. Thì nếu như các anh chị mà có công việc làm nào mà thích hợp thì hãy nhắn tin cho Phi Phi và Phi Phi sẽ liên lạc với anh để mà quý cô chú bác giúp đỡ cho anh nha. Tại vì anh không có đến nỗi nào như những người khác, mặc dù anh đang là vô gia cư nhưng anh không phải giống như những người khác, cho nên là cần rất nhiều những cái bàn tay giúp đỡ cho trường hợp của anh, rất là nhiều. Nếu mà làm thì anh có cái chuyên môn gì anh? Hồi xưa mình cũng làm ngoài đường, mình làm construction ngoài đường. Làm cái gì? Construction sửa đường á. Sửa đường, dạ. Sửa đường. Mà công việc đó bây giờ mình thấy là nó nhiều năm mà nó xa quá, là khó vô lắm, hiểu không? Anh, cái đó công việc thường là mễ làm. Mễ làm, đúng rồi, bởi Việt Nam nó rất là khó vô. Thứ nhất, thứ hai là nó mình vô mình làm á, giờ mình phải có một người đem vô, hay hai giờ mình phải có cái gì đặc biệt hay nhà quen lạ lãi vô được không? Nó khó vô lắm. Mà anh nói đúng, cái công việc đó còn phải có sức mạnh á, phải khỏe mới làm được á. Mà anh thì em thấy anh cũng giống như mấy khỏe như mấy người mễ thì anh làm cái công việc đó. Cái trình độ mình học á thì anh học tới đâu vậy anh? Em có thể biết được không? Nếu không thì không mình sao. Mình đi high school, mình đi Cornwall College chút xíu, nhưng mà mình vô Cornwall mình đâu có học thuộc gì đâu. Ok. Rồi anh có bị cái tiền án gì tù tội rồi gì không? Không. Không luôn. Để em sẽ hỏi những cái người mà có thể giúp anh ha. Dạ, mình làm gì cũng được cái đó. Mình thích làm cái gì mình làm gì mà bằng tay của mình á, tay mình giỏi lắm không? Dạ. Mình làm gì mà bằng tay nhiều á thì nó, you know, gì thôi, nó nhỏ hay lớn mình làm được. Nhỏ hay lớn, có nghĩa là anh có cái sự khéo tay. I'm very good with my hands. Khéo whatever tay, it is, yeah. Khéo tay anh làm cũng được, mà nếu như dùng sức mạnh anh cũng làm được luôn. Of tại course. Bằng chứng là anh đã từng làm cái đường xá rồi. Thì anh mạnh anh cũng làm được, mà làm tỉ mỉ anh cũng làm được luôn. Đúng rồi, mấy cái chip mà cả. Mấy cái converter part for power part, mấy chip nhỏ xíu mình cũng làm được mà. Anh cũng làm được, tức là làm hãng anh cũng làm. Mình làm thử rồi. Làm được luôn. Mình làm thử rồi, đố ra mình thích làm chỗ này lắm, nhưng mà tại mình làm không được nữa, tại thẻ xanh của mình nó hết hạn rồi, hãng không cho làm. Tại sao anh không có renew thẻ xanh? Tại vì không có tiền. Anh renew bao nhiêu tiền? Nó khoảng bao nhiêu? Hơn 600 đồng đó. 600 đồng hơn cho 600 renew đồng cái I-90 cái thẻ xanh. Yeah. Vậy là anh qua từ lúc nhỏ nhưng anh không có quốc tịch. Chưa có quốc tịch. Tại sao anh không thi quốc tịch? Mình chưa bao giờ thi. Bây giờ mình thấy nó quan trọng bao nhiêu. Bây giờ mình muốn thi á. Từ nhỏ lớn mình đâu biết chuyện gì đó. Mình cứ như còn nhỏ mình chưa có ý thức được cái tầm đúng quan rồi. Trọng mà của mình cái... kiếm mình làm mình làm này cái mình làm construction ngoài đường mình đâu có bị gì đâu. Mà sau này mình biết mình vô hãng này làm á, mà hãng này của Việt Nam, chủ Việt Nam nha. Dạ. Nhưng mà hãng này thì nó làm cho chính phủ.
Giao chính phủ. Bởi vì làm không, nó không có chịu. Chính phủ vô nó kiểm soát giống lắm. Tại vì anh chưa có thẻ xanh. Không phải, không hết hạn rồi. Xin lỗi, tại vì anh hết hạn thẻ xanh cho nên anh không được làm mấy cái việc đó. Thì cái việc này nó làm cho chính phủ mà. Cái này Department of Defense á. Thì nếu mà làm những cái công việc thì anh nói là anh làm hãng, những cái công việc gắn mấy con chip rồi thì anh làm được hết. Làm được. Chỉ có mình làm nhà, là... mình thích làm nhà hàng cũng được. Nhà hàng, nhà hàng thì có một vào liền mình có tiền liền. Mình thích làm nhà hàng tại mình nó đồ ăn nữa, you know. Tính mình mập mình thích ăn đồ ăn nữa. Mập lên ăn đồ ăn. Thấy tội quá. Rồi chỉ có một cái cản trở anh bây giờ là cái thẻ xanh anh chưa có ấy thôi, chứ còn nếu thẻ xanh nó xong rồi là anh có thể tự đi kiếm việc làm. Cái chỗ đó nó nhận mình đó. Đúng không anh? Mình đang làm rồi mà tại vì bà nói ok cho cái copy cái thẻ xanh đi với cái còn lái này mình đưa hết rồi, cái bà coi á cái thẻ xanh nó hết hạn rồi. Người ta làm không được tại vì cái này nó làm cho chính phủ mà. Department of Defense mà, phải không? Bây giờ nếu mà anh giấu tên thì anh cũng phải cho mọi người biết là Phi ơi, chị muốn giúp anh Hùng, anh Dũng, anh Cường hay là anh gì đó thì em biết cái tên đó là của anh. Anh có thể cho một cái tên nào đó hay là cái họ hay là cái tên lót để em nhận định cái tên đó là anh thì em có thể gọi tới anh nếu như cái ai đó muốn giúp anh. Chứ còn nãy giờ nói chuyện không biết anh là ai hoặc là anh gọi anh là anh ba, anh bốn, anh năm gì đó như vậy. Mình không biết cách mà nói chuyện. Ví dụ như anh nói tên lót ok Tony. Tên thì Tony. Anh là Tony nha các bạn. Rồi nếu như mà cái thẻ xanh này anh nói là bao nhiêu renew? Hơn 600 đồng đó. Hơn 600 thì nó tầm 700 trở lại. Đúng không anh? Yeah. Ok thì bây giờ là như nãy giờ câu chuyện thì anh đã nói rất là nhiều và anh là một người phải nói là đàng hoàng đó các bạn. Theo mình cảm nhận của mình anh không phải là không phải homeless mà anh làm những cái chuyện xấu xa đó anh, cái tâm anh vẫn muốn giúp người, giúp đời và những cái công việc mà anh muốn làm trước nhất đó là nhà hàng. Rồi để có đồng tiền chi tiêu vô ra và có đồ ăn nữa. Vì anh nói anh mập, anh muốn đồ ăn. Thực ra anh không có mập. Anh cũng là một người dạng người khỏe mạnh để mà làm việc. Thì quý cô chú bác, quý anh chị em có công việc làm nhà hàng thì giới thiệu anh. Và nếu như mà có những sự đóng góp để giúp anh có thêm một cái khoản tiền để trả tiền phí renew cái thẻ xanh của mình thì Phi nghĩ là mọi thứ mở cửa cho anh tất cả. Tại vì anh có thể tự kiếm việc làm. Đúng không anh Tony? Tự anh kiếm việc làm thì Phi mong rằng là cái video này khi mà đăng lên thì quý cô chú bác giúp anh có tài khoản không? Anh có tài khoản ngân hàng không? Cái account, bank account á? Bank account nữa hả? Không, anh có hay không chứ anh không đọc ở đây nhưng mà có hay không? Mình có Phi thôi, mình có Cash App, có. Không, cái bank account nhà thường Bank America, Wofford mình không có. Bank account anh không có. PayPal có. PayPal thì có. Còn cái... cái ban ngày cao không có thì đâu có gửi được bằng cái gì đâu. PayPal okay. Hay Cash App mình cái đó hai cái thứ đó thôi à. Cash App là cái gì vậy? Cash App giống như mà cái chứng chuẩn như cái PayPal vậy á. Mà bây giờ nó nổi tiếng lắm, Cash App nổi tiếng lắm. Vậy đó hả? Em chưa có xài cái đó cho nên là nãy giờ nói chuyện với anh em học hỏi được nhiều lắm luôn á. Cảm ơn Tony. Thấy không? Đâu phải rằng là nói rằng là anh là tận cùng đâu, nó không phải, có những cái em phải học hỏi từ các anh nữa. Đó, cho nên là hãy nghĩ rằng là mình cũng còn rất là có lợi ích cho mọi người và cũng như là mình cũng vì cái tương lai của mình nữa thì em mong rằng là anh phải giữ cái lập trường, cái bản lĩnh của anh đừng có đi xuống nữa. Mình ngủ nhà thờ mỗi đêm đó. Anh hiểu ý em không? Đừng có để mình đi xu tuột dốc mà hãy ráng thắng mình để mình đi lên lại trên dốc để trở về cuộc sống. Đúng rồi, mình muốn làm một thượng như mỗi người ở trong xã hội, người ta có việc làm, người ta có tiền trả tiền nhà, người ta đó, cái đó chuyện xã hội ai cũng làm vậy. Mình muốn làm y chang vậy, không có gì khác hết. Em mong là anh hãy giữ cái bản lĩnh đó. Nha anh, đừng để mình tụt dài nha. Nhiều khi mình đi ngoài đường cái mình buồn, mình chán đời, cái người ta rủ mình những cái scam ma túy thì anh đừng có vướng vào nha. Bởi vì mình biết về mấy cái đó, bởi vì mình đâu có chơi với ai đâu. Anh đừng mình quen nha. Chắc cô này cô lớn tuổi thôi à. Bạn đó hả? Mình đâu có quen ai đi với ai đâu. Mình biết rồi, bởi mình nói ở ngoài đường bây giờ ma quỷ không à. Nhức nhau không vậy, à. Những cái người như anh thì nó cứ như là nó ngắn lắm, còn người ta là người ta đã trượt dài lắm rồi. Người ta không ai ngoài đường ở đây, không ai muốn cái tốt đó. Người ta chỉ biết mỗi ngày kiếm cách để cho nó qua ngày thôi. Nó không muốn làm gì đó. Mình muốn cách mỗi ngày mình kiếm làm. Ví dụ sáng mình đúng nhà thờ sợ dậy, mình đang nói bụng, mình dậy mình dùng điện thoại, mình đang lên mạng mình coi việc làm, mình xin việc làm chiều nay giới thiệu 6 giờ chiều. Mà nó đâu dễ đâu, tại vì mình ở ngoài đường như vậy nè. Mình ở ngoài đường á, mình phải quần áo mình không có, mà mình phải chịu khó, mà bất cứ một đồng bạc hay cái gì mình có mình phải chịu khó mua một cái áo, hai cái áo để giữ cho nó sạch. Mình có hai cái áo thôi mà mình giặt hoài à.
chính xác luôn. You know, mình phải cho người ta biết khi mình vô làm á, vậy mình không phải ở ngoài đường, người ta đúng không muốn đâu. Người Việt Nam bởi vì nó khó khăn vậy đó. Việt Nam mình á, mình làm giỏi hay không nó biết mình ở ngoài đường, nó không muốn đâu. Đúng, nó không khổ không, đó, không bởi vậy mới nói chuyện nó khổ đâu. Vậy đó. Nó rất là khó khăn. Mà cái nói chung là tâm lý ai cũng muốn người ta an toàn hết, người đúng ta rồi. Cũng không có người ta nên... biết mình không có xe đó, người ta cũng không muốn đâu. Nhiều người ta không muốn có xe không có, mình phải nói láo với người ta, mình đâu muốn chuyện vậy đâu. Mình phải tội lỗi mà nói láo, nói dốc người ta làm gì, hiểu không? Nhưng mà khi mà mình làm rồi thì anh phải cố gắng là anh làm cho nó đàng hoàng. Đúng rồi. Nó để cho người ta, để người ta giúp cho mình, người ta mình có cái cơ hội để mình quay trở lại. Đúng rồi. Chứ đừng có xạo láo, mất lòng tin, người ta không giúp mình, lúc đó là mình không có lòng tin thì mình không làm được cái gì hết. Đúng rồi. Cái này giống như là Phi giống như là một người thân trong nhà, nhiều khi mình có những cái lời, chẳng hạn như nãy giờ anh giúp cho em những kiến thức, thì em cũng như một cái người thân, một người bạn, có những cái lời nào đó để khuyến khích động viên anh, đừng có để mình phải để bị vì cái gì đó rồi mình làm mất uy tín á, cái tạm thời trước mắt mất uy tín, rồi sau này người ta muốn giúp mình, ô cái thằng đó đừng có giúp nó, thì anh rất là uổng. Đúng rồi. Anh chỉ có mấy bước là anh quay lại cuộc sống bình thường của anh thôi, còn người ta là người ta cả một cái con dốc dài. Đúng rồi. Đúng không? Còn anh thì nó khác, cho nên anh cố gắng anh giữ cái lập trường đó của anh. Bởi vậy em đi che mặt, em đi ngoài đường phải che mặt, che mũi, mình xấu hổ, hiểu không? Mình đâu có xin tiền ở ngoài đường đâu, mình mấy ngày khác mình thấy xin đó, mình không bao giờ mà xin tiền được, không bao giờ. Mình khi mình đói, bây giờ mình chưa bao thấy thì mình phải cảm giác mình phải dồn rác người ta dục đó, mình phải lấy đồ ăn. Mà chuyện sự thật mình phải làm như vậy. Anh khi mà anh lượm như vậy anh ăn đồ ăn cũ anh có đau bụng không? Có chứ. Mình biết nếu mình mà nó cũ không? Quá anh đừng có ăn. Hơn nhà ông trời ban cho mình sức khỏe nhiều hơn người khác, hiểu không? Anh Tony yeah. Khi mà anh ăn như vậy trong cái đồ ăn một khi người ta vứt rồi, thứ nhất vứt, thứ hai nằm trong thùng rác và nó nhiễm khuẩn. Mà anh ăn như vậy anh có biết là anh sẽ bị cancer không? Đâu có biết bị cancer đâu, ung thư mình không biết. Đừng. Có thể mình bị bệnh hay được nhưng đừng. Mà mình đừng có như vậy. Đi mua đồ ăn hoặc là đi xin đồ ăn cũng không muốn, đúng không? Nó xấu hổ lắm, đâu phải dễ đâu. Nó che mặt che mũi nó xấu hổ lắm. Mình không dám xin tiền mà xin đồ ăn á, giờ mình muốn nuốt cái lưỡi của mình không dám xin rồi nha. Tại nhìn anh rất là bình thường. Yeah. Lúc nãy em rất là ngại khi mà hỏi. Đó, bởi như người ta nói mày nó phải homeless đâu. Người ta không muốn hút mình nữa. Tôi có homeless, người ta cũng không tin, người ta cũng làm lơ mình luôn, mình bực bội luôn. Yeah. Quý cô chú bác, quý anh chị em Phi nghĩ là đây là một cái trường hợp mà rất là cần thiết và cần gấp luôn, cả gấp rút luôn để mà giúp anh này quay trở lại. Phi nghe cái tâm tình của anh là Phi cảm thấy xúc động. Thôi cố gắng. Yeah. Khi mà mình cúp cái video này mình sẽ lấy số phone của Tony. Okay. Mình giữ đó rồi nếu như có ai giúp cái gì đó thì mình sẽ lúc đó mình bàn luận với nhau. Bằng cách nào? Ok. Nha. Yeah. Rồi ok. Thì anh Tony cho phép Phi quay đăng cái này lên cái video của Phi không, trên cái YouTube của Phi không? Ở YouTube á hả? Dạ. Yeah. Mặt mũi mình có thấy có che nhiều không? Có thể có, hả? So mình cover pretty well. Mình sợ những người sẽ thấy hay cái gì đó. Che nhiều. Anh đồng ý thì Phi mới đăng, còn anh không đồng ý thì Phi không dám đăng. Bởi vì anh còn muốn quay trở lại làm công việc nữa. Nhưng mà nếu không đăng thì không ai biết anh để mà giúp. Em nghĩ không có gì để xấu hổ. Ví dụ như anh trộm cắp, anh hành homeless, anh xấu hổ. Còn anh không có, anh không có gì xấu hổ cả. Anh phải cần nhiều bàn tay để kéo anh lên. Anh tự được, cho muốn để anh, đây, anh để đừng đây. Ngại cái đó. Tại vì nếu như mà em đưa lên mà để làm cho anh xấu thì em không có làm đâu. Nhưng mà em nghĩ là không có gì xấu hổ cả. Ok. Đúng không? Những lời nói của anh nãy giờ nó rất là chân chính, nó rất là tha thiết thì xin lỗi tại vì em không nói tiếng rành thôi đó. Em không biết cách nói tiếng Việt Nam rành đó. Anh nói anh thì rành. Nói rành. Anh nói anh thì nói rất giỏi là hơn. Rành, không sao. Yeah. Em nghĩ là nhưng mà anh đồng ý cho em đăng đúng không? Ok, không sao. Okay. Được. Rồi. Ok thì video đến đây cũng hơi dài thì Phi được sự đồng ý của anh Tony để mà đăng thì Phi rất mong các anh chị đóng góp bằng cách nào đó thì Phi sẽ bàn với anh Tony. Và để mà nhận sự hỗ trợ từ các anh chị giúp đỡ nha. Có lẽ đây là trường hợp đầu tiên mà chúng ta giúp đỡ mà thật là cần gấp rút luôn. Nếu không thì để anh ta đôi khi cái cám dỗ ở bên ngoài mình không biết rằng là cái tinh thần của anh ta có đủ mạnh mẽ kéo dài cái thời gian mà anh ta còn đang cố gắng họ gọi là quay trở lại cuộc sống bình thường càng nhanh càng tốt. Thì hãy cùng giúp đỡ. Cảm ơn quý cô chú bác, quý anh chị em đã theo dõi cho đến đoạn cuối của video này và rất mong sự giúp đỡ, hỗ trợ giúp đỡ từ các quý cô chú bác và quý anh chị em khắp mọi miền trên nước Mỹ này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ok, bye bye. Thưa quý cô chú bác và quý anh chị em, người con trai hồi nãy tên là Tony đó các bạn, là lúc đầu nói là cần cái thẻ xanh là bởi vì là lúc đó là Tony muốn xin làm trong chính phủ cho nên là họ cần cái thẻ xanh. Mà thẻ xanh của Tony là đã hết hạn, Phi mới vừa coi cái hình
thẻ xanh, giấy tờ của Tony. Cho nên là Phi thấy là Tony có bằng lái, có giấy social. Chỉ có cái thẻ xanh là cái hạn sử dụng là 2019 là đã hết rồi, và thấy cái hình của Tony trên đó. Phi không có muốn coi tên, là tại vì là Tony không có muốn, Phi từ đầu không muốn nói tên, thì Phi cũng tế nhị, Phi không có coi tên. Và Phi yêu cầu Tony che cái tên của Tony lại. Nhưng mà lúc đó là nói là xin làm trong cái chính phủ, cho nên là chính phủ mới yêu cầu là không có, nếu không có quốc tịch thì phải có thẻ xanh. Nhưng mà thẻ xanh hết hạn cho nên không có tiền làm năm 2019. Nhưng mà bây giờ nói là Tony nói là Tony thích làm công việc nhà hàng. Tại vì khi mà làm nhà hàng á thì Tony mới để dành tiền và tự lo, tự làm renew lại cái thẻ xanh của mình, tự làm được. Và Tony là người thích ăn, cho nên là Tony thích làm nhà hàng. Thì thưa quý cô chú bác, quý anh chị em, nếu như mà quý cô chú bác biết nhà hàng nào cần một người giúp chạy bàn hay là làm bất cứ việc gì trong nhà hàng, thì quý cô chú bác, quý anh chị em có thể comment ở bên dưới để Phi liên lạc với lại Tony nha. Và Tony đang ở vùng Nam Cali nha các quý cô chú bác, quý anh chị em. Mong rằng là quý cô chú bác giúp đỡ cho Tony có một công việc làm là công việc nhà hàng. Cảm ơn quý cô chú bác rất là nhiều. Bye bye. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị em, sau khi mà Phi quay em trai Tony đó xong thì Phi ghé nhà hàng Golden Flower Veggie ở trên đường Busan. Trên đường đi thì Phi có gọi điện cho một người anh của Phi quen biết, là anh đó có một cái nightclub á, cho nên là có những cái buổi tiệc á, thì có hỏi anh tuần này nè, tức là bây giờ đang là thứ sáu thứ bảy, là cuối tuần này có tiệc hay không để mà nhận em này tới làm luôn. Nhưng mà tiếc là Phi gọi thì cuối tuần này không có tiệc. Chứ nếu như mà có tiệc là Phi nghĩ là 90% em này cũng được đi làm đó. Tại vì cái chỗ này Phi quen thân á. Thì cho nên là được biết là ngày 22 tháng 7 này mới có tiệc. Thì anh này đồng ý nhận cái lời của Phi. Nhưng mà anh ấy cũng muốn gặp để mà phỏng vấn coi mặt mũi ra làm sao, như thế nào. Chứ Phi không có dám nói là em này đang là homeless, thưa quý vị. Làm homeless cho dù có quen thân đi chăng nữa, nó cũng là một cái cản trở. Cho nên là Phi mong là mọi điều tốt đẹp với em. Sau đó là Phi ghé, Phi ăn bún riêu xong rồi Phi hỏi xong là ở đây có cần người phụ ở nhà hàng hay không. Tại vì chỗ này Phi ăn thường xuyên cho nên cũng quen biết. Thì họ nói rằng là nếu mà con trai thì họ cần. Lúc đầu họ nói là không có cần các bạn. Xong rồi Phi nói là em này là em trai. Thì họ nói ô, nếu mà con trai thì cần. Tại vì cần quét dọn lau chùi, dọn rác, bưng rác liền đó. Thì đó là những cái việc nặng. Thì Phi nghĩ là Tony này có thể làm. Và họ nói rằng là phải là người đàng hoàng nha. Thì cái này thực sự Phi cũng cầu mong là ơn trên, là mọi cái là ơn trên thôi. Chứ còn Tony thì Phi mới gặp, Phi cũng chưa biết thật sự sâu sắc tâm tánh của Tony như thế nào. Chỉ mong là sẽ nói chuyện với em này là đi làm phải cho đàng hoàng, chăm chỉ và thật thà, thì người ta mới tin tưởng và người ta giúp cho mình được. Cũng như là hồi sáng Phi cũng có nói cái điều này với lại Tony rất là nhiều. Thì mong là Tony hiểu và cố gắng để mà từng bước để mà quay lại với cái cuộc sống bình thường của mình. Đó là hai cái tin vui sau khi Phi vừa rời khỏi cái công viên gặp Tony. Thì Phi nói cho quý cô chú bác và quý anh chị em nghe như vậy. Tuy nhiên là cái cô mà phụ việc ở đây của nó là để cô lấy số điện thoại của Phi lại và sẽ hỏi anh chủ. Và anh chủ thì Phi cũng quen lắm, tại vì ăn nhiều quá cái thành quen. Quen biết cho nên nhiều khi lâu lâu Phi mà không ghé ăn. Ôi chị đi đâu mà lâu vậy, ô em đi đâu mà lâu vậy không ghé ăn đó. Ăn nhiều mà quen thân đến độ như vậy luôn đó các bạn. Cho nên là mong rằng là khi mà họ biết, họ nhận ra Phi và họ hỏi còn nói là có đàng hoàng hay không nữa. Cho nên là cũng phải thật sự đàng hoàng, chứ nếu không là Phi cũng mất uy tín, không có được. Mong là Tony hiểu và thật là tử tế trong công việc của mình. Phi cũng mong là
nếu mà làm việc ban ngày thì làm ở nhà hàng, còn làm buổi tối thì buổi tối mà ngay cái chỗ night club mà Phi nói thì cái chỗ đó là có những tuần có tiệc, có những tuần không có tiệc thì Tony có thể đi làm thêm. Và một cái lợi thế của Tony là Tony biết tiếng Anh nữa, và Tony khỏe mạnh, và Tony nói là Tony có thể làm việc nặng cũng được và việc làm tỉ mỉ Tony cũng có thể làm được luôn. Nhưng mà hiện tại thì Tony muốn làm công việc nhà hàng là bởi vì nó vừa với cái tầm của mình, có tiền liền để mà lo cho cuộc sống, cho để mà thuê phòng ở. Và Tony thích ăn, cho nên là làm nhà hàng thì Tony thích hơn. Thời điểm này Tony thích làm nhà hàng. Vì vậy là có công việc cho Tony thì Phi cũng thấy rất là vui. Ok, đó là vài cái tin mà vui, cho nên Phi gửi ngay đến quý cô chú bác, quý anh chị em liền. Bây giờ Phi phải đi về nhà nha, và edit cái video này đăng ngay ngày hôm nay luôn. Bye bye và hẹn gặp lại quý cô chú bác, quý chị em ủng hộ cho Tony nha. Bye bye.